rồi có một ngày kinh chiến tàn, anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim héo em ơi. Xin trả lại đây, bỏ lại đây thép gai răng với lưỡi hào sâu, lỗ châu mai với những đĩa lôi, đã bao phen máu anh tuôn, cho còn lại bên mãi bây giờ. Ta sống đàn này khi bạch nở trong núi rừng, anh trở về quê tìm tuổi thơ mơ năm nào, vui cùng ruộng nương cùng đàn trâu, với cây đa khóm chúc hàng câu, với con đê có chiếc cầu tre, đã bao năm vắng chân anh nên trở thành hoang phế trong chiều. Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa, rồi anh sẽ đón cha mẹ về, rồi anh sẽ sang thăm nhà em với miếng cau, với miếng trâu ta làm lại từ đầu. Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm mộ bia kín trong nghĩa địa buồn, bạn anh đó đang say ngủ yên, xin cảm ơn, xin cảm ơn người nằm xuống, để có một ngày, có một ngày cho chúng ta lại gặp ta, trọn vòng tay mở rộng thương mến bao la. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương, bát cơm rau thấm mối tình quê, có con trâu có nương dâu, thiên đường này mơ ước bao lâu. Cảm ơn mọi người nha. Ta đang đi trên rạch Cồn Thế Sơn, chiều dài rạch khoảng chừng 2 km, và theo cô chủ thuyền cho biết thì ở trên cái rạch này có khoảng 300 chiếc xuồng.